Quý vị và các bạn thân mến, giới kỹ nữ Hà Thành xưa vẫn luôn truyền tai nhau nghe về một nhan sắc khiến đàn ông từ già tới trẻ, từ bậc quan lại đến những công tử nhà giàu đều phải si mê. Đó chính là cô Đốc Sao, kỹ nữ lừng danh nhất Hà Thành với vẻ đẹp đậm chất phồn thực. Là một kỹ nữ tài sắc vẹn toàn, lừng danh khắp Hà Thành và Trung Kỳ, cô Đốc Sao đã làm sụp đổ biết bao nhiêu gia tài của khách làng chơi sang trọng. Một tờ báo xưa từng viết, cô Đốc sinh năm 1890, quê ở Hưng Yên, có thân hình phốp pháp, da trắng, đôi mắt biết nói và đặc biệt khuôn mặt phồn thực. Khi nhìn mặt Đốc Sao, người ta sẽ không thể nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn. Chẳng ai có thể ngờ rằng người đàn bà hóa chồng vạn người mê này lại có mối tình chung thủy đến kỳ lạ với người đàn ông tài hoa bạc mệnh. Cô Đốc Sao được biết đến là kỹ nữ nước tiếng một thời đất Hà Thành. Tương truyền cô Đốc Sao sở hữu vẻ đẹp khiến đàn ông, dù già dù trẻ cũng phải khát khao. Không ít quan chức công tử chưa vợ, giới giàu có mê như điếu đổ và muốn hỏi cưới cô về làm vợ. Một tờ báo xưa từng viết, cô Đốc sinh năm 1890, quê ở Hưng Yên, có thân hình phốp pháp, da trắng, đôi mắt biết nói và đặc biệt khuôn mặt phồn thực. Khi nhìn mặt Đốc Sao, người ta sẽ không thể nghĩ tới những điều tốt đẹp hơn. Cô có làn da trắng, đôi mắt biết nói và đặc biệt là khuôn mặt đậm chất phồn thực. Cô Đốc Sao được trời phú cho giọng hát ca trù rất hay. 14 tuổi nhan sắc đã rực rỡ như thiếu nữ 18 nên sớm trở thành một cô đầu có tiếng. Tuy nhiên, không ai biết tên thật của cô là gì. Cái tên Đốc Sao là tên gọi theo người chồng đầu tiên và duy nhất của cô, bác sĩ người Hoa, Lưu Nam Sao, một người khách trung thành của cô. Vì đã quá vợ lại mê mỹ nhân nên vị bác sĩ đã không tiếc tiền của, công sức rước cô về. Ấy vậy mà chỉ được vài năm ông bị bệnh qua đời, lúc này toàn bộ tài sản thuộc về vợ Đốc Sao. Nhờ tài sản chồng để lại, cô Đốc Sao sống sung túc hơn, mở một nhà hát ngay đầu phố Khâm Thiên và trở thành bà chủ sang trọng. Trước năm 1915, phố Khâm Thiên vẫn là một nơi hoang vu, dân cư thưa thớt, chưa phải là một phố xá nhộn nhịp. Thế nhưng từ năm 1930 đến 1940 thì khu phố này cực kỳ phồn thịnh, tất cả là nhờ hát cô đầu và tiệm nhảy. Cô đầu là một kiểu kỹ nữ trong thời cận đại ở Việt Nam, tương tự như gây xà ở Nhật Bản. Những cô đầu sống thành từng nhóm trong các nhà hát cho khách đến hát ả đào. Trước năm 1954, phần lớn các tài tử danh nhân đều mê thú hát ả đào, nhưng thú chơi này xét cho cùng, nó không thông tục, tầm thường như các thú chơi thân xác bình thường. Nếu hiểu các cô đầu mua vui về thân xác cho khách khi có nhu cầu là không đúng. Họ phải biết hát hay, biết ca những bài khiến khách say mê và biết chiều lòng khách. Họ phải biết ăn nói duyên dáng, biết lắng nghe khi khách cần và biết đưa đẩy những câu khiến khách êm tai. Khi cần họ có thể ngồi châm thuốc cho khách hút. Miễn là việc gì khách hài lòng, các cô đầu đều phải làm. Thuở ấy trong phố Khâm Thiên có 40 nhà hát, đều là những nhà hát cô đầu hạng sang. Nhưng trong đó chỉ có nhà hát cô đầu của cô Đốc Sao ở số 96 Khâm Thiên là đông khách nhất. Khách vào đây hầu hết là kẻ có chức sắc trong chính quyền hay đám có thế lực trong xã hội. Cô Đốc Sao không chỉ xinh đẹp mà còn khiêu vũ rất đẹp. Nhiều khách đến nhà hát của cô chỉ để được chiêm ngưỡng những bước nhảy mê hoặc của cô trên sàn khiêu vũ và mơ được một lần nhảy cùng người đẹp. Cô Đốc Sao cũng biết lợi thế nhan sắc của mình, mỗi tối cô chọn nhảy với vài người khách. Ai được nhảy cùng với cô Đốc Sao đều coi đó là diễm phúc lớn của họ. Tuy đã qua một đời chồng, nhưng cô Đốc Sao vẫn có nhan sắc rực rỡ không kém bất cứ thiếu nữ chưa chồng nào. Nhiều quan chức, nhiều công tử chưa vợ, con nhà gia thế, trẻ tuổi hơn cô Đốc Sao cũng say mê cô như điếu đổ và mơ ước lấy cô làm vợ. Có những người khi tỏ tình với cô Đốc Sao đã nói được nên vợ nên chồng với cô Đốc Sao hoặc được ở bên cô Đốc Sao một đêm cũng là hạnh phúc lớn nhất đối với cả cuộc đời của họ. Có những người ăn dầm nằm dề ở nhà cô cả tháng nhưng không bao giờ được cô ban cho ân huệ cuối cùng như họ thèm thuồng van lơn. Nhà hát của cô Đốc Sao chuyên chọn gái 15-16 tuổi con nhà nghèo ở nông thôn, có dáng đẹp, mặt xinh và thông minh, rồi thuê người dạy tí ti ca trù, dăm ba câu tiếng Pháp. Đốc Sao cũng huấn luyện các cô biết uốn éo cợt nhả với khách, lại cho dùng hàng phấn sáp của Pháp, tơ lụa tốt.
vì thế trông cô đầu của Đốc Sao mơn mởn. Váy áo của con hát ở nhà hát của Đốc Sao cũng được thiết kế riêng. Con hát nhà Đốc Sao có kỷ luật, cấm không cho nói chuyện riêng và cười với nhau trước mặt khách. Ra phố ban ngày có xe tay của nhà chủ đưa đi, vừa để kiểm soát, vừa làm sang. Đốc Sao có nhiều cô đầu đẹp và khéo như là Uyên, Xuyến, Phượng. Ai thích hát có cô đầu hát, ai uống rượu có cô đầu phục vụ, ai thích nhảy đầm sang phòng riêng có vũ nữ làm bạn nhảy. Khách khiêu vũ thì mời, ai thì sẽ boa cho vũ nữ ấy khi hết điệu. Giá một chầu tại nhà hát hạng sang này từ những năm 1936 đến 1940 là khoảng 20 đồng. Thêm chi phí ngoài như là rượu tây, thuốc phiện hộp, gọi ăn đêm nên tốn bạc trăm, trong khi lương một viên chi huyện tập sự là 80 đồng. Dù làm nghề kỹ nữ mua vui và qua tay rất nhiều đàn ông, nhưng cô Đốc Sao có thể coi là một kỹ nữ trung tình nhất từ trước đến nay. Có rất nhiều người đàn ông quyền thế đã hứa hẹn lấy cô và cho cô một cuộc sống sung sướng như một bà hoàng, nhưng cô Đốc Sao đều từ chối. Sau khi người chồng đầu tiên qua đời, cô Đốc Sao chỉ yêu và chung thủy với duy nhất một người đàn ông là nhà báo Hoàng Tích Chu, một nhà báo nổi tiếng của Việt Nam đầu những năm thế kỷ 20. Thế nhưng người cô yêu thương cũng đoản mệnh và sớm qua đời. Hoàng Tích Chu sinh năm 1897 tại làng Phù Lưu, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, trong một gia đình quan lại. Cha ông là Hoàng Tích Phụng, một thời làm tri phủ. Đó là những năm cuối cùng của thế kỷ 19, những năm đầu tiên của thế kỷ 20, thực dân Pháp đã chiếm được toàn bộ nước ta, đang tiến hành cuộc khai thác bóc lột nhân dân trên quy mô lớn, nền văn minh phương Tây xâm nhập và khởi đà phát triển. Ngày 15 tháng 7 năm 1921, báo Khai Hóa ra đời do nhà tư sản dân tộc Bạch Thái Bưởi, một trong bốn người giàu nhất Việt Nam lúc đó, một nhà tư sản mới có ý thức dân tộc mạnh mẽ sáng lập. Hoàng Tích Chu được Bạch Thái Bưởi chọn làm chủ bút. Ông bắt đầu ký tên kế thương trên các bài báo. Ý nói kế liền nhà thương là nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Với bút danh này, Hoàng Tích Chu làm cho giới báo chí và người đọc chú ý đặc biệt. Năm 1923, Hoàng Tích Chu và Nam Kỳ nhờ người bạn làm dưới tàu thủy xin cho chân phụ bếp trên con tàu chạy sang Pháp. Do đó ông đã được qua Hồng Kông, Thượng Hải và Nhật Bản trước khi tới Pháp. Trong thời gian học tại Pháp, Hoàng Tích Chu và người bạn thân Đỗ Văn, sinh viên trường cao đẳng sư phạm, hàng tháng nhận tiền trợ cấp của giáo sư trường Albert Soros, Lê Hữu Phúc gửi sang. Hoàng Tích Chu học nghề làm báo, Đỗ Văn học nghề in. Khi về nước, Hoàng Tích Chu và Đỗ Văn đã thực hiện một loạt cải cách. Hoàng Tích Chu sử dụng lối văn mới, gọn gàng, sáng sủa, giàu lượng thông tin, khác hẳn lối văn cũ, đã mang lại một luồng gió mát mẻ, đầy sinh khí, giàu chất sống cho văn phong báo chí lúc đó. Bấy lâu nay, các báo thường in xã luận dài dòng, chiếm hai cột ngang trên trang nhất. Hoàng Tích Chu viết xã luận ngắn gọn, sắc bén, hàm xúc như khẩu hiệu. Trước kia, phần tin tức chỉ được in ở trang 2, 3. Hoàng Tích Chu cho in ở ngay trang nhất. Tin quan trọng được in nổi bật, phản ánh tin sốt dẻo, kịp thời. Ban đầu những bài báo của ông bị chỉ trích, nhưng sau dần, rất nhiều tờ báo đã học theo cách làm của Hoàng Tích Chu. Ông cũng chính là người đã lập ra tờ báo Đông Tây, một tờ báo rất nổi tiếng của Việt Nam đầu những năm thế kỷ 20. Vậy là trong cuộc đời của mình, ông đã làm chủ bút bốn tờ báo lớn, làm đảo lộn quan niệm về cách viết báo đương thời, gây nhiều tranh cãi và hứng nhiều đả kích. Nhưng nhiều người đã bắt chước cách viết của ông. Năm 1930, ông tự ứng cử vào Viện Dân Biểu và đã đắc cử với số phiếu cao nhất. Là người mải mê theo đuổi sự nghiệp chữ nghĩa, con đường hoạn lộ lại không mấy suôn sẻ, nên Hoàng Tích Chu sống một cuộc đời rất nghèo túng. Tuy vậy ông lại là một người hào hoa phong nhã, cử chỉ nho nhã, ăn nói dịu dàng, duyên dáng, khiến nhiều cô gái đem lòng yêu thương say đắm. Trước khi sang Pháp du học, Hoàng Tích Chu từng có một cuộc tình đắm say với cô Vương Thị Phương, hay còn gọi là cô Phượng Hàng Ngang, một trong bốn tứ đại mỹ nhân Hà Thành. Cô Phượng Hàng Ngang vì yêu Hoàng Tích Chu đã bỏ chồng đi theo Hoàng Tích Chu và Nam ra Bắc. Nhưng sau này khi Hoàng Tích Chu sang Pháp du học, cô Phượng Hàng Ngang không được bố của Hoàng Tích Chu, vốn là một chi huyện, chấp nhận. Cô Phượng Hàng Ngang đành phải đi làm vợ bé cho một người đàn ông giàu có và sau này bị vợ của ông ta vì ghen tuông mà đầu độc đến chết.
sau mối tình đau khổ với cô Phượng hàng ngang. Nhiều năm trời Hoàng Tích Chu không yêu ai, cho đến khi đi học nghề báo về nước và gặp cô Đốc Sao, lúc này đã quá chồng, trong một lần ghé thăm nhà hát cô đầu của Đốc Sao. Thời điểm đó tuy Hoàng Tích Chu không thể sánh với nhiều người đàn ông theo đuổi cô Đốc Sao, vì Hoàng Tích Chu chỉ là một nhà báo nghèo, sống bằng tiền nhuận bút, nhưng ông lại chinh phục người quá phụ xinh đẹp bởi sự thông minh, hiểu biết của mình. Hoàng Tích Chu là người có công lớn trong việc giúp nhà hát của cô Đốc Sao ngày càng lớn mạnh. Ông chính là người đã gợi ý cho Đốc Sao mở sàn khiêu vũ theo lối phương Tây trong nhà hát, là người đã dạy cô Đốc Sao nhảy đẹp nức tiếng như thế, và cũng là người đã gợi ý giúp đỡ cô Đốc Sao trong việc tuyển chọn các con hát và giúp cô Đốc Sao chọn trang phục cho họ. Ông đã giúp cô Đốc Sao trong việc huấn luyện các cô đầu, dạy đàn ca, tiếng Pháp bồi cũng như những cung cách để có thể lấy lòng khách. Cô Đốc Sao yêu Hoàng Tích Chu bằng một tình yêu kỳ lạ đến mức mê muội. Đời kỹ nữ chẳng ai có khái niệm về hai chữ trung tình, nhưng từ khi gặp Hoàng Tích Chu, cô Đốc Sao cấm cửa tuyệt đối những người đàn ông khác. Khi Hoàng Tích Chu bị tòa báo sa thải, gặp khó khăn về tài chính, cô Đốc Sao là người giúp đỡ Hoàng Tích Chu. Đến lúc Hoàng Tích Chu lập nên tờ báo mới, cô Đốc Sao cũng là người đỡ đần Hoàng Tích Chu chuyện tài chính cho tờ báo. Hai người chưa kết hôn, vì cô Đốc Sao khó vượt qua được rào cản gia đình của Hoàng Tích Chu, vốn là một gia đình gia giáo. Nhưng tình yêu giữa họ thì vô cùng bền chặt. Họ cứ ở như vậy bên nhau, không danh phận chính thức. Bất hạnh thay, mối tình của họ cũng ngắn ngủi và dở dang. Đúng 30 Tết, nhà nhà đang nô nức chuẩn bị đón giao thừa. Nhà báo Tích Chu từ giã cõi đời trong những ngày cuối năm Quý Dậu 1933 vì bệnh nặng, khi mới tròn 36 tuổi. Cô Đốc Sao yêu Hoàng Tích Chu bằng một tình yêu kỳ lạ đến mức mê muội. Đời kỹ nữ chẳng ai có khái niệm về hai chữ trung tình. Nhưng từ khi gặp Hoàng Tích Chu, cô Đốc Sao cấm cửa tuyệt đối những người đàn ông khác. Tuy hai người chưa kết hôn, vì cô Đốc Sao khó vượt qua được rào cản gia đình của Hoàng Tích Chu, vốn là một gia đình gia giáo, nhưng tình yêu giữa họ thì vô cùng bền chặt. Kể từ khi Hoàng Tích Chu mất, trong 3 năm trời, cô Đốc Sao chỉ mặc đồ đen và không hề cười nói với bất cứ ai. Cũng kể từ đó, cô in danh thiếp in tên mình là bà quả phụ Hoàng Tích Chu. Cô cũng yêu cầu mọi người gọi cô với danh xưng đó. Tâm niệm mình đã trở thành vợ của Hoàng Tích Chu, cô Đốc Sao ở vậy kể từ đó, không qua lại với bất cứ người đàn ông nào khác để trọn vẹn mối tình với nhà báo nghèo Hoàng Tích Chu.